Dạ, giáo pháp để đời 20 năm. Rồi vị Phật của mình đây, Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng tu 16 A Tăng Kỳ Kiếp, và Ngài cũng tu 100.000 đại kiếp, và Ngài ngồi thiền 6 năm, nhưng mà nói khổ hạnh đừng già, nhưng mà thiền sự 49 ngày mà thiền dưới gốc cây vậy, Bồ Đề 80 tuổi nhập Niết Bàn. Giáo pháp để đời bao lâu? 5.000. Bây giờ nhiêu rồi? Bây giờ là nhiêu rồi? Hết phần nửa. Hết nửa rồi đó hả? Hết nửa rồi đó. Hơn 26 rồi. Như vậy qua cái bản này chúng ta biết rằng là mình đang là tượng pháp rồi đó. Chừng 2.500 nữa gọi là mạt pháp đó, là lúc đó giáo pháp của Ngài diệt. Rồi phải trải một thời gian, không biết lúc đó tuổi thọ mình bao nhiêu nữa. Tuổi thọ có phước làm thiện, khi nào mà tuổi thọ 84.000 tuổi đó, thì lúc đó ai ra đời? Vì làm ra đời. Nhớ mình mới có 100 tuổi á, cho 100 tuổi trung bình đi. 100 tuổi mà tu sao mà phóng sanh cho nhiều, lỗ tai cho nó thiệt dài dài, cũng như đây, lỗ tai dài xuống đây, cho đến lúc mình đến 84.000 tuổi á, lúc đó Phật Di Lặc ra đời. Phải có phước báo, phải tu thiện, phải welcome, phải hoan nghênh Ngài thì Ngài mới ra đời. Đấy, cái bản này hay là cho chúng ta biết như vậy. Và chúng ta biết là chúng ta nửa chặng đường. 26 vị Phật này là con số tượng trưng, thật ra còn nhiều vị nữa ha. Đấy. Rồi, bây giờ tìm cái khái niệm cái chữ Bồ Tát mà nãy mình nói đó. Bồ Tát còn có nghĩa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta có chuyện mà không sorry. Chúng ta có 500 truyện tiền thân của Đức Phật. Quý vị đọc chưa? Có một nên đọc đi. Bây giờ trên email, trên Google có hết á. Đánh vô chuyện tiền thân của Đức Phật hiện ra rất là dễ hiểu. Bây giờ Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Đa, nhưng mà trong kiếp vừa rồi kể 500 kiếp. Giả tỷ như trong đây nói nè, có khi Ngài là chư thiên, khi là hẳn sĩ, khi là bà la môn, khi là vua, là thái tử, triệu phú, chủ đất, thương buôn, nông dân. Có khi Ngài làm những cái loài thú, nhưng mà loài thú có tính tốt, giống như cá, như chim, như bò, như nai. Vì Ngài là Bồ Tát hiện thân trong hình thức con nai, cho nên con nai đó nó đặc biệt hơn các con nai khác. Giả tỷ như con nai đó, nó có thể rằng là nó hy sinh cái thân của mình, nó đến để nó làm thức ăn cho vua, để vua đừng có đi săn bắn giết những con nai độc loại nó. Đấy. Hoặc nếu mà Đức Phật trong hiện thân con khỉ, thì khi bị cháy rừng thì con khỉ đó sẵn sàng lấy cái thân của mình đứng bên cái đầu núi nè, cái đầu này, cầu này đến cái đầu kia, lấy thân mình làm cầu để cái đàn khỉ của mình leo trên cái này thoát cái hỏa hoạn cháy rừng, chứ không phải là khỉ bình thường, là nai bình thường đâu. Nếu là cá cũng đặc biệt, nếu là chim cũng đặc biệt. Chim rất là hiếu thảo đi lấy thức ăn về nuôi chim mẹ, chim cha, sáng như vậy đó. Giả tỷ ở đây nói là ngày xưa cách đây năm kiếp, tại vương quốc Seri, Bồ Tát là người buôn bán bình lợi gì đó. Ngày xưa tại thành Ba La Nại, Bồ Tát tái sanh là một con nai. Quý vị mà đi hành hương Ấn Độ rồi đó, quý vị thấy có nhiều cái thanh này nè, những cái kiến trúc này nè, trong đây là mỗi một câu chuyện tiền thân của Đức Phật được vẽ lên. Này, như vậy đó, đó mỗi một tiền thân của Đức Phật được kiến trúc khắc lên thanh như vậy. Ngày xưa con vâng, đấy, những câu chuyện tiền thân được khắc lên. Ở đây kể ngày xưa Ngài là vị vua, sinh trong một gia đình giàu có, đến tuổi trưởng thành Ngài thấy đau khổ từ ngũ dục,
cho nên Ngài từ bỏ và trở thành ẩn ẩn sĩ. Hát trong nhiều kiếp. Vì mình nhớ thôi nãy tu tới gì 16 a tăng kỳ kiếp, mà trăm ngàn đại kiếp là rất lâu. Phải nè, nó giống như quý bác ngồi ở đây em, mà nếu có thiên nhãn thông á, thì các ngài sẽ thấy là mình sanh chỗ nào, chết chỗ nào, mình làm việc gì, thọ mạng sao, cưới chồng cưới vợ sao, con cái sao, tên sao, cảm thọ sao, vân vân, ngài mới hết. Thì tiền sanh của Đức Phật là 500 kiếp như vậy, được khắc ở trên các đá hết. Rồi phương pháp tu tập của các Bồ Tát trong kinh Tạng Pali. Thì hầu như các ngài tu tập giới định và phát tuệ. Giới định và phát tuệ. Ở đây kể là các Bồ Tát đầu tiên là đi tìm cầu chân chân lý. Trong đây hay lắm. Chúng ta nhớ ngài 6 năm khổ hạnh trường già không? Trong cái đoạn kinh nói nhiều khi ngài ăn có một giọt súp hay ngài đứng một giò, vì lúc đó ngài theo cái lời dạy của các vị bậc đạo sư, cái vị thầy hiện đại lúc đó. Nhưng mà sau khi tu khổ hạnh này, ngài thấy ngài sắp chết mà chưa tìm được chân lý, cho nên Bồ Tát mới nhận bát cháo sữa của nàng nhé, và dù rồi để sau đó ngồi thiền và giác ngộ. Đấy, 6 năm ngày khổ hạnh trường già, còn cái bộ xương này thì lúc đây gọi là Bồ Tát. Sư thích cái hình này lắm, giống như là hồi lúc 10 năm ở Ấn Độ, hình này bên Ấn Độ khác nhiều lắm, chắc trên gỗ đó. Là vì mình nhìn cái hình này để mình thấy cái tinh tấn của mình nó chưa có làm cái gì hết. Cho nên lúc ở bên Ấn Độ sư hay thỉnh những cái tượng bằng gỗ này. Nhưng mà Việt Nam của mình thì thích thờ ngài cái đẹp, cái tròn trịa, cái đẹp, cho nên ít ai đây nam chứ Việt Nam mà nhất là muốn khổ hạnh cho thỉnh tượng này rất nhiều. Rồi khi về Việt Nam, khi qua Mỹ rồi sư cũng theo cái thị hiếu thờ đây thờ. Chứ ngày xưa bên Ấn Độ là hiện giờ cũng vậy, tượng này rất là phổ biến. Vì Ấn Độ là nơi Phật giác ngộ, nơi ngài khổ hạnh, cho nên tượng này rất phổ biến. Rồi, ngài tu trung đạo, phương pháp tu của các Bồ Tát là trung đạo, có nghĩa là tránh hai cực đoan, không có nên khổ hạnh quá, và cũng như không có gì, không có thọ hưởng dục lạc quá. Rồi, phương pháp, đây ngài nhận bát cháo sữa, rồi sau đó ngài ngồi thiền và ngài từ bỏ con đường khổ hạnh. Rồi, phương pháp tu của các Bồ Tát là 6 hay 13 lá là mặt, nãy chúng ta nói rồi. Đây là phương pháp tu của các Bồ Tát. Đó, đây liệt kê pháp tu của các Bồ Tát. 6 mà mình thêm 4 nữa là chân thật, là chí nguyện, là tâm từ tâm, tâm xã. Rồi, pháp quán của các vị Bồ Tát là quán về tam pháp ấn, mình gọi là khổ vô thường cố vô ngã. Còn nếu gọi tứ pháp ấn, tức là mình thêm cái không vô, cái không màu sáng mình học đó, khổ không vô thường cố vô ngã. Rồi, khi cái hình này ý là nói khi mình quán khổ không vô thường vô ngã thì là không có cái ngã đó, giống như cái chấp ngã của mình lấy ra rồi đấy, cái hình nó tượng trưng là như vậy, vô ngã do cái pháp quán của Bồ Tát này. Rồi, cái pháp thiền của các vị Bồ Tát tu tập là 9 tầng. Tầng thiền mà nãy chúng ta kể rồi đây. Là 9 tầng thiền. Rồi,
Và đây là tờ liệt kê chín tình thiền như thế nào. Cái này quý vị đọc trong sách sẽ biết, nếu ai muốn làm Bồ Tát thực hành các tình thiền này. Rồi bây giờ mình so sánh phương pháp tu tập của trong kinh Tạng Đại Thừa và kinh Tạng Pháp Pali. Tứ chân pháp ấn, chúng ta hay nói là khổ không vô thường vô ngã. Thì tu ở bên Đại Thừa khổ thì mình gọi là chân lạc, tức là vui. Chân tịnh là đối với không, chân thường là đối với vô thường, chân ngã là đối với vô ngã. Là phương pháp tu tập của các Bồ Tát mà phát triển Đại Thừa. Rồi rồi tu tập giống như bên Pali là tu tập 6 ba la mật và 13 lá la mật. Bồ Tát bên Đại Thừa phải trên cầu Phật đạo, dưới độ chốt chúng sanh. Trong khi Bồ Tát trong kinh Tạng Pali thì nhập Niết Bàn. Bốn hoằng thệ nguyện là cái hình ảnh biểu trưng cho một vị Bồ Tát, là một vị thầy xuất thế sống vì người. Kinh Pháp Hoa mở đầu với sự hiện diện của Bồ Tát Văn Thù, kết thúc với hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy. Như vậy nếu linh hồn của một vị Bồ Tát là trí tuệ, thì là phải giúp chúng sanh có chánh kiến và có trí tuệ để loại bỏ vô minh. Bởi vì tà kiến hiểu sai là cái dẫn cho chúng sanh đau khổ. Cho nên các Bồ Tát bố thí pháp là cái phương tiện mà các ngài thường dùng. Nếu Bồ Tát trong kinh Tạng Pali thường ngồi thiền, thì Bồ Tát ở đạo trong kinh điển Đại Thừa thường hay đi thuyết pháp, thường hay đi giám tâm, cứu người. Có những vị Bồ Tát còn có những cái nguyện lớn, nếu còn chúng sanh khổ thì các ngài không nhận Niết Bàn. Chúng ta nhớ cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không? Ngài nói sao? Chúng ta nhớ cái nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không? Chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Tức là còn một người còn khổ thì ngài cũng không thể giác, chứ yên ổn ngồi thiền giác ngộ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là lòng từ bi của ngài rất lớn, phải không? Bây giờ mình nghĩ mình đi, nếu mà gia đình mình còn khổ thì mình chưa yên. Rồi nếu cả làng mình còn khổ, mình chưa yên. Nếu cả thành phố này còn người chưa khổ, mình chưa yên. Tưởng tượng ra để mình thấy rằng là cái tâm vĩ đại của các ngài, phải không? Cái tâm từ bi của các ngài. Cho nên Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa là hướng về cái lòng từ bi, lòng từ vô lượng.
Nếu trong Kinh Tạng Đại Thừa hay xin lỗi Kinh Tạng Pali hay nói Bồ Tát tu chính thiền, thiền chính đạt chính thiền, thì bên Đại Thừa gọi là 52 hay 54 quả vị Bồ Tát trước khi thánh thành Phật. Rồi, bây giờ chúng ta qua kết luận. Kết luận là học thuyết Bồ Tát, cả kinh điển Đại Thừa hay là Tiểu Thừa đều tán dương cái tánh cách cao thượng, tánh cách nỗ lực tự giác và giác, giác tha. Nguyện vọng của cả hai hệ thống cùng ý tưởng, Bồ Tát phải tự mình giác ngộ rồi bắt đầu mới giác, giác tha. Bồ Tát giới, Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh, Bồ Tát nguyện, Bồ Tát thừa, Bồ Tát địa đều là những hạnh nguyện Bồ Tát. Rồi sư kể một câu chuyện về Bồ Tát này trước khi chúng ta chấm dứt. Một câu chuyện kể về Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Giống như có một người nghèo, có ba người nghèo cùng mắc một món nợ rất là lớn. Món nợ này mình gọi là món nợ sanh, sanh tử. Ba người này nỗ lực để xóa bỏ món nợ này. A-la-hán xả trả xong món nợ sanh tử, hết tiền để giúp người khác. Tất cả nợ là hết tiền để giúp người khác. Bồ Tát trả xong nợ sanh tử nhưng mà còn một chút tiền để giúp người khác. Đức Phật trả xong nợ sanh tử còn lại rất nhiều tiền để giúp người khác. Ý như vậy có nghĩa rằng là Bồ Tát A-la-hán sau khi nhập Niết Bàn thì ít có phương tiện giúp người vì hết tiền rồi. Bồ Tát liễu sanh tử nhưng mà còn khả năng dám thân vào đời để giúp người. Đức Phật hết không bị chi phối bởi sanh tử nữa và Ngài có nhiều khả năng để giúp người vì Ngài có nhiều tiền. Tóm lại, như vậy là chúng ta hôm nay học về hạnh Bồ Tát và giới thiệu cái khái niệm Bồ Tát trong kinh điển Pali và Đại Thừa. Đặc biệt Bồ Tát tu tập về tánh, tánh không. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đó là những gì với Hương Sang sẽ trong ngày hôm nay. Bây giờ có 5 phút để cho tất cả quý vị có câu hỏi gì xin hỏi. Mời câu hỏi. Giỏi quá, học từ sáng tới giờ, từ 10 giờ tới 5 giờ là quá tinh tấn. 3 thời pháp liên tiếp, kiên trì tinh tấn. Mời. Thank you, Venerable. Very delightful teachings and very practical teachings as well, as well as motivational. So I really appreciate your teachings today. One of the questions which arose like earlier to me was like when you mentioned about the middle way, that emptiness is middle way. And then I was going through your book and you mentioned that the right understanding and right thought
is the part of the emptiness. So, because Buddha says that to overcome this path of enlightenment, or overcome is like to the Noble Eightfold Path, is the path to get enlightened. So can you clarify that, what are the other steps? And then somewhere, number the second question is that in your book you mentioned that there are two parts which Buddha teaches. One is emptiness and one is, other part is suchness. So if you just, I never heard of the word suchness. So just can you give a brief explanation of that? Thank you. Ông mới đặt câu hỏi ạ. Là sáng ngày hôm nay ni sư nói về emptiness. Ni sư nói là emptiness cũng đồng nghĩa với, tức là tánh không cũng đồng nghĩa. Tánh không cũng đồng nghĩa với trung đạo. Thì xin ni sư giảng thêm về tánh không đồng nghĩa với trung đạo là như thế nào, và cái con đường đi tới giác ngộ. Xin ni sư giảng thêm. Ngoài ra, tính không và suchness là như cái cách như của vạn pháp là như thế nào? Nãy em hỏi cái nói gì về tam cánh đạo? Do you want to pose a question on the eightfold paths? First question is that noble eightfold part. Then what are the other steps, or is there emptiness? Because Buddha taught as a path of enlightenment. So my first question is that Buddha, as part of Four Noble Truths, he taught about getting enlightenment, relieving from getting emancipation of suffering is through the Noble Eightfold Path. And then first two steps is what I think I read in your book is like right understanding and right thought is the emptiness you mentioned. But it's not. But somewhere I was in the teaching, I heard that entire middle way is emptiness. So I want clarification on that. Thầy sư nói luôn ha. Tức là vị này muốn hỏi là tánh không được, tánh không là trung đạo và liên hệ như thế nào với ba cánh đạo. Thì mình nói tánh không thì nó cũng là một cái cách diễn tả về trung đạo. Trung đạo ở đây có nghĩa là không phải chính giữa, mà trung đạo ở đây có nghĩa là mình tránh hai cái cực đoan. Cực đoan đừng có hành hạ quá, hoặc là một cái cực đoan khác là đừng có hưởng thụ dục lạc quá. Giống như nãy mình mới học, tức là vị Bồ Tát đó cũng đừng hành hạ trong 6 năm như vậy, cũng giống như đừng thọ hưởng dục lạc mà phải đi con đường trung đạo. Và để đến giác ngộ cái tánh không này thì vị đó cần cái thực hành cái bát chánh đạo. Đó, thực hành cái bát chánh đạo. Vì bát chánh đạo là cái con đường đưa cho chúng mình, đưa cho cái người Bồ Tát đó đi đến giác ngộ niết, niết bàn. Mà niết bàn tức là tánh không, niết bàn tức là không. Niết bàn là một từ khác của không. Vì niết bàn có nghĩa là diệt các phiền não. Niết bàn có nghĩa là sự thanh tịnh, sự trong sáng, vân vân. Cho nên không đây có nghĩa là một cái đường trung đạo để chúng ta tu đạt đến niết bàn. Tiến lên cái phước Phật giáo phát triển gọi Antinic, giống như sách S. Đây là sư liệt kê trong kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa gọi rằng là tánh như vậy, tướng như vậy, hiển thị như vậy, tất cả nó như vậy. Có nghĩa là khi mình giác ngộ tánh không thì nó nhận vận, nó hiện ra như vậy. Giống như hồi nãy chúng ta có kể câu chuyện đứa bé Kha-di-la khi hỏi Thượng Đế là vì bé vẽ ra sông, núi, ngồi, bông hoa này kia, thì bé nói đó là Thượng Đế, đó là tánh không. Thì cũng như vậy, trong cái thực hành
tánh không của đại thừa, thì vị đó sẽ nhận và thấy rằng là tướng như vậy, tánh như vậy, nó vốn là như vậy. Cũng giống như là cái mà nãy chúng ta nói, trước khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta thấy núi sông vẫn là núi sông. Sau khi chúng ta hiểu đạo, chúng ta thấy núi sông không phải là núi sông. Rồi sau 30 năm tu tập, chúng ta nhận được cái tánh không rồi, chúng ta thấy núi sông vẫn là núi sông. Thế thì cái sắc ép đó, sắc ép có nghĩa là vẫn là núi sông, chứ không phải bỏ cái núi sông đi. Con hiểu ý không? Sắc ép có nghĩa là nó vẫn là như vậy, nhưng mà người mê thì thấy khác, cùng một hiện tượng, nhưng mà người giác ngộ cũng thấy như vậy, nhưng mà cái lý sâu hơn, cũng là núi sông, nhưng mà người mê, đó, hiểu ý, tức là sắc ép là như vậy. Sau 30 năm tu tập, sau 30 năm giác ngộ tánh không, thì núi sông vẫn là núi sông. Nhưng mà mình không bị lệ thuộc, mình không bị trói buộc. Tức là mình vẫn đồng sự, mình giúp người, nhưng mà cái tâm mình giải thoát. Còn khi mình chưa tu tập tánh không, thì mình đi vô quán bar, mình gặp một người đẹp, mình gặp một cái chuyện ngũ dục thì mình bị sa ngã. Còn đối với người mà giác ngộ tánh không, thì các ngài đồng sự vô đó, các ngài hóa độ, nhưng mà không bị nhiễm. Gọi là thỏng tay vô chợ mà không bị nhiễm. Thì cái đó trong đại thừa gọi cái từ sắc ép, tức là nó sắc ép có nghĩa là nó như vậy đó, về hình tướng, nhưng mà về bản thể thì nó khác. Khó lắm. Tức là hồi đó quý vị chưa biết đạo, quý vị vô quán bar chơi, vô quán casino chơi, bây giờ hiểu đạo rồi quý vị cũng có thể vô, nhưng mà vô không phải để sa ngã, vô không phải để kiếm tiền, mà cũng vô, nhưng mà vô bằng cách mình hóa độ người. Đấy, sắc ép. Tức là người giác ngộ tánh không, không xa rời thế gian này, không bỏ vờ chia nha này, vẫn như vậy, vẫn đi xe hơi, vẫn bận chiếc áo này, vẫn ngồi ăn cơm với người khác, nhưng mà cái trí người ta là khác, sắc ép. Không, cái này hiểu mang máng như vậy, rồi mình thực hành nữa. Tự nhiên, cho nên tu không phải là mình rời bỏ thế gian, mình rời bỏ mọi người vì mình thấy họ ô nhiễm quá, mình thấy họ bậy bạ quá, mình thấy họ xấu xa quá, không phải. Tu có nghĩa là vẫn như vậy, nhưng mà cái tâm của mình nó vượt qua. Cho nên Phật hay dùng rằng là cái đó sen vượt khỏi bùn, nhưng mà vẫn ở trong trong bùn. Sắc ép có nghĩa là vẫn ở trong bùn. Rồi giờ 5 giờ rồi, thì có muốn hỏi gì nữa cũng cuối tàn tiệc rồi, để dành câu hỏi cho kỳ tới nhé. Sư Giới Hương có tặng sách, trong những cuốn sách đó có địa chỉ chùa Hương Sen, có website của chùa Hương Sen, là Giới Hương là một cái cầu nối. Thời bây giờ khỏe lắm, không cần phải gặp mặt nhau mới học đạo được, lâu lâu gặp một tí thôi. Cho nên là cứ hỏi đạo, cần gì cứ email, cần gì cứ điện thoại, Sư Giới Hương sẽ giúp trong hết sức khả năng của mình. Gửi tặng cái cuốn sách ra bản tin trưởng sen, để khi nào có dịp về Việt Nam Cali thì mời ghé thăm, lạy Phật, ăn cơm, uống nước. Sư Giới Hương có 32 cuốn sách, hiện nay chỉ tặng 3 cuốn xã giao. Ai thích nữa thì cứ lên website www.hương sen temple.com, trong đó có cuốn sách mở là mời đọc. Chúng ta hồi hướng này, cảm ơn và sau đó chúng ta hồi hướng. Dạ thưa chúng con có
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, chịu khó cả ngày hôm nay, đó là đại tinh tấn đó, nghe pháp mà từ 10 giờ cho tới bây giờ. À, A Di Đà Phật, hẹn chúng ta có dịp trái đất tròn để gặp nhau và có dịp để chúng ta cùng tu học. Và chúc quý vị tinh tấn tu học vào một ngày cuối tuần an vui. A Di Đà Phật.